thưa quý vị, một câu chuyện vui tiếp theo đó là vấn đề Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump vừa được tin vui là tòa án uh, gọi là Court of Appeal, tức là tòa kháng án ở vùng Washington DC. Ông quan tòa Naomi Campbell vừa ra một cái phán quyết bỏ phiếu của ba vị quan tòa của tòa kháng án. Hai vị đồng ý, một vị bất đồng ý. Về vấn gì, vấn đề gì? Vấn đề là ông Marco Flynn, Quý vị nhớ mà Flynn là một vị tướng mà đã từng là cố vấn an ninh quốc gia cho cả Obama và cho cả Donald Trump. Vào cuối thời Obama thì ông Michael Flynn đã chống đối Obama về những cái chuyện là Obama ra lệnh làm gián điệp, nghe lén vấn đề vận động tranh cử của ông Donald Trump. Michael Flynn chống đối và đã bị Obama sa thải. Sau đó Obama còn thù ông Michael Flynn Mình nói với ông Trump là ông không nên dùng tướng Michael Flynn vì anh ta là một người không trung thành. Nhưng mà Donald Trump nhận xét thấy Michael Flynn là một người có tài. Cho nên sau khi ông đăng quang, ông vẫn mời ông Michael Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia. Và Obama sợ Michael Flynn kể hết những cái tội lỗi của Obama cho ông Donald Trump. Cho nên Mike Obama đã ra lệnh cho đàn em là James Comey Giám đốc của FBI ra lệnh cho ông phụ tá là Rosen Làm sao để có thể kết tội mà Thì nó mới bày ra cái trò thằng Peter Stroke. Là cái thằng giám đốc về vấn đề điều tra của FBI. Điều tra ông Michael Flynn thẩm vấn. Và trong lúc thẩm vấn nó thì lại không thâu băng. Lại không cho luật sư ngồi. Cho nên nó sửa cái bản thẩm vấn. Và nó nói rằng Michael Flynn là một tên rơi láo. Vì thế cho nên Bộ Tư pháp của Obama đã ra lệnh là phải tống xuất thằng này vào tù. Nhưng mà đến lúc Obama hết làm tổng thống, Donald Trump, Bộ Tư pháp mới, thì lúc bây giờ mới cho điều tra và tìm ra hồ sơ là toàn là gian dối của Obama. Vì vậy cho nên Obama đã thất bại. Ra lệnh cho đàn em là thằng Sullivan. Sullivan là già thẩm phán của tòa ở bên thủ đô Hoa Trình Đốn về kết luận là ông William Barr, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sau khi nghiên cứu hồ sơ của Michael Flynn thấy rằng ông này vô tội. Ông này đã bị FBI của Obama gài về nhận tội về vấn đề nói áo. Rồi là còn đe dọa đến người con của tướng Michael Flynn. Vì vậy ông ta đã vì con ông ta nhận tội. Và Bộ Tư pháp của ông William Barr thấy rằng đây là một cái chuyện bất công. Cho nên ra lệnh dẹp cái hồ sơ của Michael Flynn. Vì Michael Flynn về cái vấn đề vu khống đã phải nghĩ việc cố vấn an ninh cho ông Donald Trump. Đến giờ này, William Barr đưa qua biên tòa án để tuyên bố hủy hồ sơ của Michael Flynn. Thì cái anh chàng quan tòa ở tối cao ở bên thủ đô Hoành đó đốn anh ấy lại là anh Ed Sullivan. Anh Sullivan này là một quan tòa do Obama bổ nhiệm. Bởi vậy cho nên ra lệnh bảo không. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này không nên tha cho Michael Flynn. Chúng ta phải có một cái tòa án khác để xử anh ấy kéo dài câu chuyện. Trong khi sếp của anh là Bộ Tư pháp đã ra lệnh hủy, mà anh ta vẫn cố gắng, anh đã đề cử thêm một anh, quan tòa về hưu, đó là anh chàng Gleason. Thì đúng luật, thì ngày 15 tháng 7, này Gleason mới mở ra phiên tòa ngồi để nghe cái vụ án của Michael Flynn. Quý vị đến đây câu giờ lúc Nó cầu giờ cho đến tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 để cho Obama không có cái thì giờ. Donald Trump không có thì giờ để mà nó tranh cử. Thì hôm nay tòa kháng án gọi là core of appeal ba ông quan tòa thì hai ông bỏ phiếu dẹp. Yeah. Sullivan làm việc như vậy là sáng nguyên tắc vì bộ tư pháp là nguyên cáo đã bỏ hồ sơ không còn kiện thì quan tòa chỉ có bổn phận y án có nghĩa là cũng đồng ý tuyên bố hủy và anh chàng này không được không tha thứ và kéo dài thì tòa phá nói rằng kể từ nay cái chuyện của tòa án dưới mất ý nghĩa vất Michael Flynn trắng án. Thì cái câu chuyện đã xảy ra làm cho ông Donald Trump rất hãnh diện và ông ta còn đang chủ trương dùng lại ông Michael Flynn để làm cố vấn. Đó là một cái điều mà Obama đang đau khổ và đảng Dân Chủ cái tội lỗi còn đó. Nhất là hôm qua ở bên nước Ukraine đã xảy ra một vụ họp báo của cái ông gọi là Konstantin Kulik. Ông Konstantin Kulik là ai? Ông ta là tổng thanh tra và truy tố cái vụ án điều tra vụ án tham nhũng của công ty Burisma. Mà cái công ty Burisma đó trong thời năm 2014-15 Joe Biden được Obama giao cho để phụ trách cái ngân quỹ 1.800 triệu đô la viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Trong đó mua khí đốt của Nga. Thế thì Joe Biden thấy cái món ăn ngon lành mới cho thằng con là Hunter Biden qua làm phó tổng giám đốc của Burisma. Lương một tháng 50.000 đô la, đó là lương căn bản. Chưa kể vấn đề phụ cấp đất đỏ tất cả lên đến vào khoảng 86.000 đô la một tháng. Và trong đó có một vụ án là thằng Bơ, là Hunter Biden là con của Joe Biden đã ký một cái check 3 triệu 400 000 đô la từ công ty Burisma mà Joe Biden làm phó tổng giám đốc trả cho công ty gọi là công ty Rosin của Ben 2 của Tàu Cộng lập ra đầu tư ở ngoại quốc mà phó tổng giám đốc cũng là Hunter Biden. Vốn lên đến 50 tỷ đô la. Sơ khởi là đưa cho Hunter Biden 1.500 triệu đô la để đầu tư. Quý vị thấy chưa? Nó ăn một cách mạnh mẽ, nó ăn một cách to lớn. Thế mà buồn cười là cái check đó công ty Burisma trả cho công ty Rosman này của Tàu là do ông Hunter Biden ký trả 3 triệu 400 ngàn đô la cho công ty của tàu. Và cái người nhận của công ty tàu cũng là, là ông phó tổng giám đốc Hunter Biden. Người gọi qua cũng là ông, người nhận cũng là ông. Cuối cùng tham nhũng lòi đuôi đó. Cho nên cái tình trạng này Joe Biden sắp sửa được đảng Cộng Hòa hỏi thăm sức khỏe. Mà cái người tố cáo lại là ông Constantine Kulik là cựu công tố viên của Bộ Tư pháp của Ukraine. Và trong đó ông ta còn đưa thêm những cái bằng chứng, những cú điện thoại của Joe Biden nói chuyện với ông Tổng thống Koroshenko của nước Ukraine. Nếu anh không đuổi cái thằng Kulik đó thì tôi sẽ cúp 1.800 viện trợ cho nước Ukraine. Và sau đó Koroshenko đã sa thải anh Tổng thanh tra Kulik theo lời yêu cầu của Joe Biden để con của anh ta không bị điều tra. Thì Công ty Burisma đã đưa 50 triệu tiền đô la tiền tươi cho thằng cô xanh cổ. Thì đây là những cái bằng chứng mà quý vị thấy Joe Biden hết thuốc chữa. Và sớm muộn Đảng Cộng hòa cũng sẽ hỏi thăm sức khỏe của Joe Biden và từ đó nước Mỹ sẽ hiểu rõ bộ mặt của những cái tụi dân chủ. Và quý vị thấy nó hay nhất là cái tụi dân chủ của Mỹ này nó trở thành gọi là hèn mạt mà nó mất tư cách. Ngày hôm qua cũng có một cuộc họp báo của ông cảnh sát trưởng ở bên tiểu bang Texas là ông Clifford. Ông nói một câu, thà chết đứng chứ không bao giờ quỷ. Ông ta đưa ra một cái thông điệp, sứ điệp cho tất cả cái bọn da đen, những cái bọn dân chủ mà muốn nổi loạn. Ông ta nói rằng là chúng may là những cái tên an hại. Chúng mày lợi dụng cái lòng đau khổ thương dân chúng của cái tụi da đen mà chúng mày tàn phá, đốt của, cướp của, đốt nhà, hiếp dâm. Thì cảnh sát của ông ta đang sẵn sàng chờ chúng mày đến. Và có cả hiện diện của những lãnh tụ người da đen. Ông nói rằng đây mới là những người da đen yêu nước. Chúng mày là tay sai của ngoại bang. Chúng mày tới làm loạn. Và cảnh sát của Texas đang chờ chúng mày đến Chúng mày sẽ phải chết và phải chạy như những con chuột nhất. Đó là những cái sự kiện mà chúng ta hãnh diện là nước Mỹ vẫn còn có những anh hùng tuyệt vời. Ông ta nói một câu, thà chết đứng còn hơn quỳ gối như là con mẹ già Pelosi, như là những thằng Schumer của đảng Dân Chủ Hạ Viện, hèn nhát, đê tiện trước cái sự bầu cử để mà kiếm phiếu. Ông ta nói thẳng, ông ta nhục mạ đảng Dân Chủ và không có một đứa nào dám lên tiếng. Và từ đó chúng ta thấy rằng đảng Dân Chủ từ chết đến bị thương, bị thương đến chết là như thế. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.